Nhắc đến Sài Gòn, người ta nghĩ ngay đến chợ Bến Thành hay nhà thờ Đức Bà. Song với những người yêu sách thì địa điểm mà họ nghĩ đến đầu tiên chắc chắn sẽ là đường sách Nguyễn Văn Bình. Đường sách Nguyễn Văn Bình hay đường sách Sài Gòn là một con đường nhỏ tọa lạc tại phường Bến Nghé, quận 1. Ngay trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, trải dài 100m từ đường Hai Bà Trưng đến nhà thờ Đức Bà. Được khởi công vào tháng 11 năm 2015 và sau gần 3 tháng xây dựng, con đường sách này được đưa vào hoạt động vào ngày 9 tháng 1 2016 để phục vụ nhu cầu đọc sách của người dân. Xin chào tất cả mọi người, mình là Vĩnh Phát, là trưởng nhóm của nhóm Thay, và đây là các thành viên của nhóm mình. Hiện tại thì nhóm chúng mình đang có mặt tại đường sách Nguyễn Văn Bình, và sau đây xin mời các bạn hãy cùng theo chân của nhóm chúng mình để tìm hiểu về đường sách nhé. Con phố này chính là một thiên đường sách với hơn 20 gian hàng sách san sát nhau và bày bán vô vàn các loại sách ở nhiều lĩnh vực, các loại khác nhau như chính trị, xã hội, công nghệ, khoa học, ngoại ngữ. Bạn có thể tha hồ lựa chọn cho mình những cuốn sách phù hợp. Và nếu bạn đang còn tìm những cuốn sách cổ không được tái bản nữa và dường như đã bị mất tích trên thị trường, thì đường sách Nguyễn Văn Bình chính là một địa điểm cực kỳ lý tưởng rồi đấy. Hơn nữa, mỗi gian hàng lại được trang trí và thiết kế theo một phong cách khác nhau nên nó đem đến cho con đường một không gian rất là hẹp và mới lạ. Đặc biệt, không chỉ tụ họp đầy đủ các đơn vị sách lớn trên cả nước như Kim Đồng, Nhã Nam, Phương Nam, Alpha Book và các đơn vị nhỏ lẻ khác, mà con đường sách này lại có cả khu vực cà phê sách, khu vực bán báo, tạp chí, văn phòng phẩm, khu vực trao đổi sách cũ, khu trưng bày chỉ làm sách, báo hoặc tranh ảnh theo chủ đề, hay thậm chí còn có cả khu vui chơi cho trẻ em, tạo ra một không gian vô cùng tây và thoải mái cho việc đọc sách. Điểm thú vị của đường sách Nguyễn Văn Bình là nó được nằm dưới tán lá xanh mướt của các hàng cây cổ thụ nên lúc nào cũng mát mẻ, sạch sẽ, mang đến cảm giác thư thái, dễ chịu cho người đến mua và đọc sách. Ngoài việc đến đọc, nơi đây cũng là một địa điểm quen thuộc để mua sách của người dân Sài Gòn vì giá cả rất phải chăng. Trong một thành phố xa hoa thế này, không phải nơi nào cũng có giá rẻ như vậy đâu đấy. Và những ngày cuối tuần mình được tận hưởng khoảnh khắc bình yên trong những góc cà phê yên tĩnh nơi đường sách Nguyễn Văn Bình, vừa nhâm nhi ly cà phê nóng hổi, vừa thưởng thức những trang sách hay vẫn còn thơm mùi giấy, thì cuộc đời còn gì mà hối tiếc nữa đây. Hay đơn giản chỉ là đi tản bộ trên con phố, ngắm những gian hàng xinh xinh hai bên, cảm nhận nốt bình yên trong làn hiếm hoi giữa phố thị xô bồ vội vã thì thật là tuyệt vời biết mấy. Đặc biệt nơi đây còn là một địa điểm sống ảo cực hot của giới trẻ nữa đấy, từ những cửa hàng nhỏ nhỏ và những màu sắc sặc sỡ, những chiếc ghế gỗ xinh xinh cho đến những chậu cây xanh mướt đều khiến cho bức hình của bạn trở nên lung linh hơn bao giờ hết đấy nhé. Bí mật cho một bạn, một góc check-in thần thánh mà ai đến cũng không thể bỏ qua chính là chiếc xe buýt số 8 siêu cưng đặt ngay giữa đường sách. Vì nó để trưng bày vật phẩm nên bạn không thể bước lên xong dù chỉ đứng bên cạnh chụp ảnh thôi, nhưng đảm bảo và cứ lên hình là chất lừ luôn đấy. Cứ mỗi dịp lễ Tết, bên trên con đường sách Nguyễn Văn Bình lại được treo những chiếc ô đủ màu sắc sặc sỡ, khiến ai đi qua cũng phải ghé lại nhìn và chụp một vài tấm ảnh kỷ niệm. Vừa đẹp lại vừa bổ ích như vậy, nên chẳng có gì khó hiểu khi con đường này lại trở thành một trong những điểm đến không thể bỏ qua với mọi du khách khi du lịch Sài Gòn. Và nếu đã đến đây rồi thì cũng đừng quên đi thêm vài bước nữa để tham quan những biểu tượng nổi tiếng khác của Sài Thành như là nhà thờ Đức Bà hay bưu điện thành phố nhé. Nếu một Sài Gòn xô bồ, hối hả, khi bạn bị choáng ngợp thì đừng lo, hãy đến với đường sách Nguyễn Văn Bình. Chắc chắn không gian yên bình nơi đây sẽ khiến tâm hồn bạn được thư giãn một cách tối đa đấy nhé. Chào mọi người, thì sau khi mình tham quan đường sách này thì có một nơi
Kỳ Tâm Nát cũng giới thiệu với mọi người để mình biết đó chính là một cuốn sách cũ này. Thì tiếp theo mình xin mời các bạn theo mình vào tìm hiểu về nó nhé. Như các bạn cũng thấy, tuy là sách cũ nhưng mà có rất là nhiều loại sách, nhưng nó cũng khá là mới đó, với cái giá rất là vừa phải sinh viên của mình, với giá tầm là 40 ngàn mà thôi. Các bạn hãy đến đây để tìm hiểu về sách. Cái này cũng dễ thương này. Bên cạnh bán sách thì mình có một phần như là móc khóa để cho bạn thể treo khóa và những cái cuốn sổ tay để trang bị học đi học của chúng ta. Thì đây là một số hình ảnh cũng như thông tin về đường sách Nguyễn Nhân Bình. Nếu các bạn cảm thấy thu hút hay là cần tìm hiểu về nó thì có thể đến nơi đây để có thể biết được thêm nhiều loại sách cũng như là sự đặc sắc ở đây. Xin chào mọi người. Bye bye. Bye.